Dép tổ ong Việt Nam bất ngờ vươn tầm thế giới, xuất hiện trên đỉnh cao Thụy Sĩ khiến bạn bè quốc tế ngỡ ngàng. Wow. Một đoạn clip đã khiến hàng triệu người dân Việt Nam nở mày nở mặt khi ở đất nước xa xôi Thụy Sĩ, đôi dép tổ ong được cho là đặc sản trên mảnh đất hình chữ S bất ngờ xuất hiện ngay trên đỉnh cao băng tuyết cùng màn nâng niu hết sức trân quý, làm ai xem được cũng nổi hết cả da gà. Không rõ trong video chính xác vị trí mà người này đang đứng là ở đâu trên đất nước Thụy Sĩ. Tuy nhiên, khi anh chàng vén lớp tuyết dày đặc rồi nhấc chiếc dép tổ ong lên đã khiến bạn bè Nam Châu vô cùng ngạc nhiên. Vì không hiểu sản phẩm này đến từ đâu, nguồn gốc xuất xứ đỉnh cao thế nào mà được anh bạn kia review một cách nâng niu lại được mang hẳn lên trên núi tuyết để tôn vinh thế kia. Nếu như bạn bè quốc tế không biết thì dép tổ ong là sản phẩm gắn liền với ký ức tuổi thơ của rất nhiều thế hệ Việt. Dép được làm bằng cao su, màu vàng ngà với đế dày dặn, thiết kế đơn giản, quai dép được đúc theo họa tiết hình lục giác giống như tổ ong với 36 lỗ thoáng khí giúp bàn chân không bị bốc mùi khi hoạt động nhiều. Mặc dù nói về thời trang thì dép tổ ong không được đánh giá quá cao, nhưng nếu xét về độ bền thì sản phẩm này chấp hết tất cả các hãng thời trang lớn hiện nay. Đây không chỉ là một đôi dép thông thường mà nó còn biểu tượng cho thời kỳ khó khăn sau chiến tranh ở Việt Nam. Hiện nay tuy dép tổ ong không còn quá phổ biến như trước đây, tuy nhiên nhiều người ở nước ngoài họ vẫn rất cuồng đôi dép này bởi độ tiện lợi, bền bỉ và đặc biệt là giá chỉ rẻ bằng bát phở, có mất cũng chẳng buồn tiếc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!